Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con hôm nay con về đây để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ. Con xin làm chứng hai ơn ạ. Ơn quay trở lại của chị gái con, chị Maria Đinh Thị Thoa, 49 tuổi, bỏ Chúa 22 năm ạ. Chị Thoa, 49 tuổi, bỏ Chúa 22 năm. Đừng nhờ đâu mà chị Thoa, chị ấy quay về với Chúa. Đầu năm 2018 này con xuống đây 2 lần cầu nguyện mà con gửi sách với này các cái cho anh ấy mà cho chị hai chị đấy mà cũng không được. Đến khi là bố con với anh hai anh chị anh cả của con vào đây cầu nguyện tiếp cũng không được. Đến khi là cái ngày hôm 13 ấy, tháng 10 tháng Mân Côi vừa rồi này là con xuống đây, con đã cầu xin Chúa ở nhà rủ anh đi được. Đến khi là con xuống đây này con điện cho anh chị. Anh chị không xuống mà con điện này còn lại quát lại con nữa. Thế thì là con mua 2 cái máy về con gửi cho anh ấy, con điện cho anh ra đấy. Anh ra lấy anh nghe một ngày, ngày đầu tiên đến ngày thứ hai anh chả đau chân này anh ạ. Chả. Thế là anh được Chúa sờ chạm vào là Chúa chữa lành hết cái bệnh đau chân cho anh ấy. Vậy là anh điện cho con là anh ấy tin vào Chúa. Vậy là từ hôm bữa nay là 2 tháng rưỡi. Tuần nào chủ nhật anh chị cũng lại đây. Và bây giờ là anh ngoại đạo, anh đạo Phật. Chị con theo anh ấy. Anh ấy là Phạm Anh Khoa, 44 tuổi, ít hơn tuổi chị. Yeah. Bây giờ là hôm bữa anh ở đây anh về là anh xuống cầu nguyện. Sau là anh về chỗ địa phận Khánh Hòa. Là tình với các cha là bây giờ anh ấy được làm các phép mà đang rao lại 3 tuần mới đến ngoài 20 này hay gần Tết này là cha làm phép cưới cho. Rồi, ơn thứ hai. Ơn thứ hai là cũng đầu 2018 này vợ chồng con thì có sinh đứa con thứ 4 là ngoài ý muốn không biết. Thế là vợ con có ý bỏ, con này rất là băn khoăn sợ tội không dám bỏ. Thế là để nguyên vậy. Thế là con rất là vợ chồng con rất là no. Sợ, nói chung là con là 3 đứa rồi, đứa thứ 4 mà cha. Đứa thứ 3 bao nhiêu tuổi? Đứa thứ 3 là 3 tuổi ạ. Dạ. Thế là đến khi là con đi làm ở Phan Thiết này. Rồi con xuống đây, con cầu nguyện. Thì được cha đặt tay rồi Chúa chữa lành cho con mà con về con bình an, con không có no gì nữa. Mà Chúa ban cho con năm nay làm ăn này, nói chung là đỡ hơn năm ngoái. Vợ con rất là bây giờ mới sinh đứa bé ra rất là mạnh khỏe cha. Vợ. Chúng ta thấy vẫn luôn luôn có thử thách. Luôn luôn có thử thách, 3 đứa rồi. Biển đứa thứ 4 lấy gì nuôi đây, lo lắng. Và bị cám dỗ là bỏ đứa bé đó. Cũng giống như là 4 người khênh cái người bại liệt. Bây giờ không còn chỗ vào nữa thì có thể bỏ cuộc thôi, đi về. Nhưng vượt qua những thử thách đó, leo lên mái nhà, rỡ mái nhà mà thòng rơi xuống. Ta nói là cái khó nó bó cái khôn, đúng không? Cái khó bó cái khôn. Nhưng đối với tôi thì tôi thấy là cái khó nó ló cái khôn. Chính trong những lúc khó khăn ấy thì nó ló ra được những cái khôn. Và đó mới là những người có bản lãnh. Đó mới là những người thực sự tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc. Nếu mình đi đúng con đường của Chúa thì bất chấp mọi trở ngại, tan hết mọi trở ngại để ý Chúa được thể hiện. Chấp nhận mọi thử thách, chấp nhận mọi gian nan, chấp nhận là cái nhà của mình có thể tan nát hết để mà cứu lấy con người. Vì con người vẫn giá trị hơn là của cải vật chất, hơn là nhà cửa. Con người thì còn của. Ta nói là của đi thay người hay người đi thay của? Người ta bảo của đi thay người. Mà có những người thì chết rồi, sắp chết rồi, tử thần đến bảo này muốn sống không, bảo muốn sống mày đưa cái nhà mày đây cho tao, cái nhà mày 20 cây đưa cho tao. Ông ngồi tiếc quá, nhà mình công phu mồ hôi nước mắt, bây giờ 20 cây bỏ ra bị mất toi cái nhà này. Ông ấy bảo tiếc quá, tử thần bảo nếu mày không đưa đây cái nhà đó thì mày chết. Ông tiếc cái nhà, có bảo thôi thà chết sướng hơn. Tôi thấy là có những con người như vậy, có những con người mà coi của cải vật chất, mà Thánh Phaolô bảo rằng Chúa của họ là cái bụng. Cho nên họ thờ của cải vật chất mà bất chấp hết mọi thủ đoạn, miễn sao có của cải mà thôi.
Cho nên chúng ta bị thử thách như vậy, và anh em này cũng bị thử thách là giữa con người và của cải, chọn cái nào? Nếu mà chọn của cải thì giết con người. Anh ấy căng lắm chứ thưa anh chị em, nói gì thì nói chứ, nhưng mà đụng thực tế căng lắm. Phải có ơn của Chúa, phải tập sống thoát tục ngay từ đầu. Đi tu phải sống thoát tục ngay từ đầu, và đi theo Chúa cũng phải sống thoát tục ngay từ đầu. Mình dần dần mình mới quen, để khi mình gặp những cám dỗ thử thách mình mới chống được. Còn cứ ru ngủ bằng những của cải vật chất, ru ngủ bằng những phương tiện trần gian, lúc mà bị lấy mất ta thấy nó xót xa, nó đau lắm thưa anh chị em. Cho nên anh ấy thà có khi là bị cám dỗ là bỏ con còn hơn là mất của. Nhưng cuối cùng thì sự giữ đã bị thua và sự thiện đã thắng, là chấp nhận thua thiệt về của cải. Nhưng mà có con, mà khi anh có con rồi, Chúa có để anh thiệt không? Không. Làm ăn lại ăn nên làm ra, mà lại vợ đẹp con khôn, vợ đẹp con ngoan nữa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh mà anh phải lựa chọn, một là Thiên Chúa hay là con người. Anh đã lựa chọn Thiên Chúa. Anh có máy nghe giảng chưa? Dạ, thì anh rể con ấy mới theo này Chúa, anh mua nhiều lắm. Anh gửi đưa con, tất cả các thứ ở đây anh gửi con đưa về hết quê. Anh rể là người mới theo Chúa? Mới theo Chúa đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Chúng ta chưa thấy điều. Chúng ta chưa thấy điều. Rồi, xin mời anh về chỗ. Chúng ta mời người kế tiếp. Ông đó.